Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Cậu con trai bị Hoài Linh từ mặt phải chạy xe ôm kiếm sống bây giờ ra sao? Trước đây Hoài Lâm từng là một trong những cái tên khiến khán giả cả nước phát cuồng. Nam ca sĩ đẹp trai, sở hữu giọng hát trầm ấm đi vào lòng người được kỳ vọng rất nhiều. Khi biết anh chàng là con nuôi của Hoài Linh, càng nhiều người yêu thích và mến mộ. Thế nhưng sự nghiệp đang thăng hoa, Hoài Lâm bất ngờ tuyên bố giải nghệ 2 năm, tạm thời rời xa nghệ thuật. Lý do anh chàng đưa ra là vì vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên sau đó không lâu, chuyện tình cảm của anh cùng cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc được khui. Cả hai đã có con và quyết định kết hôn. Đàm Vĩnh Hưng trong một lần vỡ miệng vô tình tiết lộ rằng Hoài Linh thích dành chuyện đó nên quyết định từ mặt con nuôi. Sau này Hoài Lâm từng thẳng thắn nói về chuyện bị bố nuôi từ mặt. Anh cho biết Hoài Linh dành vì không muốn con trai lập gia đình sớm và tạm giải nghệ như vậy. Nam danh hài có những hiểu lầm không đúng vì anh nhưng vẫn luôn âm thầm theo dõi. Nhưng rồi bố cũng hiểu, những khi bố đi diễn mà không thấy tôi, bố nói cảm thấy thiếu hụt và buồn. Những người khác có hỏi đường tránh cảm xúc của bố, rồi hiểu những hiểu lầm xảy ra và những lời lẽ không đúng lại đến. Bố vẫn theo dõi và đọc báo nhiều, tôi nghĩ cũng không quan trọng nhiều lắm. Bởi con đường mình đi, vẫn phải đi, phải kiếm tiền lo cho cuộc sống. Sau 9 tháng giải nghệ, Hoài Lâm bất ngờ xuất hiện trong một đám cưới người thân. Anh chàng gửi tặng một ca khúc và đoạn clip đó được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người bất ngờ khi Hoài Lâm kém sắc hơn trước rất nhiều, gầy gò, để tóc đầu đinh. Theo như tiết lộ trong thời gian ngừng đi diễn, nam ca sĩ phải đi lái xe để trang trải cuộc sống. Đôi lần được nhận ra, anh chàng vui vẻ chào hỏi bình thường, thậm chí còn xuất hiện tin đồn con nuôi từng được Hoài Linh hết mực yêu quý, phải ra bán nhà vì áp lực về kinh tế. Tuy nhiên sau đó anh phủ nhận và cho biết mình bán nhà chỉ để sắp xếp công việc rồi lại mua căn khác mà thôi.